chào các bạn đến với bản tin thị trường và giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay ngày Chủ nhật 26 tháng 4 năm 2020. Bản tin hôm nay gồm thông tin thị trường trong nước và thế giới, tỷ giá ngoại tệ và giá heo hơi. Hôm nay thì ngày cuối tuần chúng ta sẽ điểm lại tình hình giá vàng trong nước và thế giới diễn biến trong suốt một tuần qua. Tình hình giá heo hơi ba miền Bắc, Trung, Nam của ngày hôm nay và tuần qua. Trước tiên mời các bạn xem nhanh giá vàng niêm yết ở một số hệ thống kinh doanh. Lúc 10 giờ sáng nay, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng tại Hà Nội mua vào 48.150.000 đồng một lượng, bán ra 48.650.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mua vào 48 triệu đồng một lượng, bán ra 48.650.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 47.950.000 đồng một lượng, bán ra 48.650.000 đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng tại Hà Nội mua vào 48.150.000 đồng một lượng, bán ra 48.650.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 47.900.000 đồng một lượng, bán ra 48.550.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết mua vào 47.900.000 đồng một lượng, bán ra 48.570.000 đồng một lượng. Tại công ty vàng BNG niêm yết giá vàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và ở Đà Nẵng cùng một mức giá, mua vào 47.300.000 đồng một lượng, bán ra 48.450.000 đồng một lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại Hà Nội mua vào 45.930.000 đồng một lượng, bán ra 46.780.000 đồng một lượng, tăng 20.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng IGC niêm yết tại Hà Nội 48.050.000 đồng một lượng chiều mua vào và 48.450.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Sau đây chúng ta cùng điểm tin giá vàng ở trong nước và ở thế giới trong suốt một tuần qua. Đối với tình hình giá vàng trong nước, giá vàng trong nước hướng đến mốc 49 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước tuần qua từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 chủ yếu điều chỉnh theo xu hướng tăng, theo đà tăng của thị trường thế giới. Trong đó, tại phiên giao dịch đầu tuần ngày 20 tháng 4, mặc dù giá vàng SJC khởi đầu bằng đà giảm trong khoảng 100.000 đồng đến 150.000 đồng một lượng, và đà giảm này kéo dài đến ngày thứ ba 21 tháng 4, với mức giảm ít hơn một chút trong khoảng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một lượng. Tuy nhiên sau đó, vàng SJC đảo chiều tăng trong khoảng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng một lượng vào giữa tuần 22 tháng 4 và kéo dài trong 3 phiên liên tiếp trong khoảng từ 50 đến 300.000 đồng một lượng. Đà tăng liên tiếp đã kéo giá trần mua vào của vàng miếng SJC cán mốc 47,9 triệu đồng một lượng và giá trần bán ra của vàng SJC lên ngưỡng 48,7 triệu đồng một lượng vào cuối tuần. Tính chung tuần qua, giá vàng SJC tăng trong khoảng 200.000 đến 400.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước đó. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp trong tháng này và giúp vàng SJC thuận chiều hướng đến mốc kỷ lục 49 triệu đồng một lượng. Về tình hình giá vàng thế giới, trên thị trường thế giới, giá vàng tuần qua hướng đến mức cao nhất của 8 năm, đặc biệt đã đảo chiều đắt hơn vàng ở trong nước khi đang ở ngưỡng hơn 49 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vào phiên giao dịch đầu tuần ngày 20 tháng 4, giá vàng tăng khi thị trường cổ phiếu đang suy yếu do giá dầu thô tại Mỹ giảm và những lo ngại về thiệt hại kinh tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, giá vàng đã giảm gần 2% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần vào thứ ba 21 tháng 4, khi các nhà đầu tư bán tháo để bù lỗ trước tình trạng thị trường dầu mỏ lao dốc do tác động từ đại dịch COVID-19. Nhưng sau đó, vàng thế giới tăng trở lại vào ngày 22 tháng 4 khi các nhà đầu tư quay sang các tài sản an toàn. Trong bối cảnh giá dầu giảm lịch sử khiến trầm trọng thêm nỗi lo về suy thoái kinh tế toàn cầu. Đối phiên giao dịch thứ năm ngày 23 tháng 4, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần với hy vọng sẽ có thêm sự kích thích từ các ngân hàng trung ương để hạn chế thiệt hại nền kinh tế từ đại dịch Covid-19 khi hầu hết các quốc gia tiếp tục đóng cửa nền kinh tế để ngăn chặn sự lây lan của virus. Và đến cuối tuần, giá vàng ổn định ở mức cao vì đang nhận được sự hỗ trợ trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và các biện pháp kích thích lớn từ các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ. Chốt phiên giao dịch ngày 25 tháng 4, theo Kitco, vàng giao ngay đạt 1.729,5 đô la trên một ounce, vàng giao tháng 6 ở mốc 1.645,65 đô la trên một ounce,
Như vậy, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 49,13 triệu đồng một lượng, cao hơn vàng ở trong nước khoảng 430.000 đồng một lượng. Đảo chiều sau thời gian dài giữ thế thấp hơn vàng SJC hàng triệu đồng trên một lượng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 26 tháng 4, 1 USD bằng 23.272 Việt Nam đồng. Tình hình giá heo hơi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cao nhất cả nước. Giá heo hơi tại miền Bắc tuần qua tăng liên tục với mức tăng nhẹ trong khoảng 1.000 đến 3.000 đồng một kg, nhưng đã vươn lên dẫn đầu cả nước với mức đỉnh là 95.000 đồng một kg. Theo đó, kết thúc tuần, giá heo tại Thái Bình và Hưng Yên đang giữ mức tốt nhất vùng, tăng 3.000 đồng đến 4.000 đồng một kg so với cuối tuần trước. Tiếp theo là ở Hà Nội với giá 94.000 đồng một kg, tăng tổng cộng 3.000 đồng một kg. Ở Bắc Giang cũng tăng 3 giá lên 93.000 đồng một kg sau một tuần giao dịch. Các địa phương còn lại gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Nam Định, Thái Nguyên và Hà Nam dao động trong khoảng 90.000 đồng đến 92.000 đồng một kg, tăng 2.000 đồng một kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Bắc được thương lái trả giá tại chuồng nằm trong khoảng từ 90 đến 95.000 đồng một kg và là mức giá cao nhất trên cả nước. Giá heo hơi ở miền Trung và Tây Nguyên tuần qua tăng khá mạnh với mức tăng trong khoảng 1.000 đến 8.000 đồng một kg, kéo mức giá thấp nhất của vùng từ 82.000 đồng lên 88.000 đồng một kg. Theo đó, Bình Thuận vẫn là tỉnh có giá cao nhất vùng ở mức 93.000 đồng một kg. Tuy nhiên, giá heo hơi tại Đắk Lắk cũng vươn lên mức đỉnh sau khi tăng tổng cộng là 9.000 đồng một kg sau một tuần. Đứng ở vị trí thứ hai là ở Quảng Nam với mức 92.000 đồng một kg, tăng 10.000 đồng một kg sau 2 ngày. Tiếp theo là Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và Bình Định, giá heo hơi cùng mức 90.000 đồng một kg, tăng trong khoảng 3.000 đến 5.000 đồng một kg. Các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận hiện ở mức giá 88.000 đồng một kg, là mức rẻ nhất của vùng ở thời điểm này. Kết thúc tuần, giá heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên đang giao dịch trong khoảng từ 88.000 đồng đến 93.000 đồng một kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng đến 10.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Nam tuần qua tăng mạnh mẽ với mức tăng có nơi lên đến 10.000 đồng một kg, nhưng đến cuối tuần xuất hiện xu hướng giảm tại vài địa phương. Tuy nhiên, mức giảm nhẹ và đơn lẻ không thay đổi được mức giao dịch chung của khu vực quanh ngưỡng từ 85 đến 92.000 đồng một kg sau đà tăng vọt trong tuần. Theo đó, Long An hiện là tỉnh có giá cao nhất vùng ở mức 92.000 đồng một kg, tiếp theo là ở Vũng Tàu, Bến Tre ở mức 91.000 đồng một kg. Các địa phương như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh đang dừng ở mức 90.000 đồng một kg, tăng vọt trong khoảng từ 4.000 đến 10.000 đồng một kg sau một tuần điều chỉnh giá. Còn lại gồm các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, giá heo hơi hiện giao dịch quanh ngưỡng 85 đến 89.000 đồng một kg. Mức tăng cao nhất ghi nhận so với tuần trước đó đến 10.000 đồng một kg và mức thấp nhất cũng là 5.000 đồng một kg. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin thị trường của kênh Net Media CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá cả hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin thị trường vào ngày mai.